Chào bạn, có một câu hỏi gửi đến luật sư X, đó là hộ chiếu dưới 6 tháng thì có nhập cảnh được không? Thực ra hiện nay theo quy định pháp luật Việt Nam ấy về xuất cảnh ấy thì công dân Việt Nam phải đảm bảo cái thời gian tối thiểu trên hộ chiếu là 6 tháng. Và điều này được quy định dựa trên những cái công ước quốc tế cũng như là hiệp ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước khác nhau. Nên theo tôi, nếu xét trên lý thuyết này và logic này thì rõ ràng mọi quốc gia trên thế giới đều phải quy định rằng là muốn xuất cảnh thì phải hộ chiếu phải có thời hạn trên 6 tháng. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm thực tế, đối với phần lớn quốc gia thì các quốc gia khi mà phải xin visa ấy, thì đều yêu cầu là hộ chiếu phải còn thời hạn từ 3 đến 6 tháng thì mới cấp visa, để tránh việc là ở lại quá thời hạn hoặc là gây khó khăn trong việc quản lý nhà nước về hộ chiếu và người nước ngoài. Như vậy thì có thể thấy rằng ở Việt Nam thì có hai loại hộ chiếu chính. Loại hộ chiếu thứ nhất là hộ chiếu công vụ được cấp thời hạn từ 1 đến 3 năm và có thể gia hạn một lần không quá 3 năm. Hộ chiếu thứ hai là loại phổ thông, cấp cho người dưới 14 tuổi thì có thời hạn khoảng 5 năm, cấp cho người trên 14 tuổi thì có thời hạn 10 năm và cấp theo trình tự rút gọn là 12 tháng, và tất cả những loại hộ chiếu phổ thông thì không thể gia hạn. Như vậy thì có thể thấy rằng là nếu hộ chiếu chúng ta mà có thời hạn là dưới 6 tháng thì rõ ràng chúng ta nên thực hiện các thủ tục để mà chúng ta xin cấp lại một cái hộ chiếu mới. Kinh nghiệm ở đây đó là tốt nhất là chúng ta làm thủ tục cấp lại, bởi vì những hộ chiếu mà chúng ta đang cầm thì thường liên quan đến vấn đề là đóng dấu những nơi đến hoặc là cái trình tự, cái lịch sử xin visa. Nhiều người rất xót xa khi mà phải thay đổi cuốn hộ chiếu này. Vì vậy, có lời khuyên là tốt nhất chúng ta nên thực hiện thủ tục cấp mới và sử dụng cái căn cước công dân để thực hiện thủ tục này, thay vì là xuất trình cái hộ chiếu cũ. Còn lý do thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ biết là tại sao rồi, đúng không ạ? Thủ tục cấp mới hộ chiếu lần này thì cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị ảnh 4x6 và chúng ta chụp vén mái, chụp đầu trần, không đeo kính, không đội mũ, cộng với chuẩn bị trước là sổ khẩu, tờ khai và căn cước công dân, tốt nhất là cái loại có gắn chip và có mã QR ấy. Và hiện nay với cái việc cấp hộ chiếu phổ thông thì chúng ta có thể làm thông qua phương thức online, miễn là chúng ta có khả năng thanh toán và nhận kết quả tại nhà. Như vậy thì nó đã giảm bớt thời gian đi chúng ta rất nhiều rồi. Trong tương lai, nếu các bạn có nhu cầu để cấp hộ chiếu hoặc thực hiện các dịch vụ liên quan hộ chiếu, các bạn có thể liên hệ với luật sư X. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ. Xin chào, hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.